Mùa xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay có một chiếc xe phiên bản full cao cấp nhất của dòng xe Toyota Avalon, phiên bản Limited, sản xuất năm 2007, có ngoại thất là màu đen, nội thất kế da màu kem, rất là hoàn hảo. Cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ, xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi, có hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc. Xe thì là được ba chủ bác đi rất là giữ gìn, một chiếc xe cổ có tuổi đời rồi. Tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó cũng rất hợp lý, chỉ khoảng hơn 300 triệu. Anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe với cái khối động cơ cực kỳ lớn, máy 3.5. Với nghe đến cái máy 3.5 này thì nó sẽ không dành cho số nhiều rồi, nó dành cho những cái bác nào đam mê cái vận hành trải nghiệm dòng xe sang và cả cảm giác lái tốt, thì đây là một cái sự lựa chọn rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm. Đấy, một chiếc xe sưu tầm, bền lành, ít hỏng vặt, một chiếc xe của nhà Toyota. Đây là những cái chi tiết ở phần đuôi xe chị có thể tham khảo cùng em, từ những hệ thống cảm biến cam lùi được trang bị đầy đủ. Đấy, cái chi tiết bóng đèn hậu của chiếc xe mặc dù là trải qua cũng từ 2007 bây giờ cũng rất là dài rồi mà chất lượng bóng đèn là vẫn còn giữ được độ đẹp như này. Sơn si của chiếc xe thì độ đồng đều của chiếc xe cũng khá là cao. Đấy, với những chiếc xe cũ như thế này thì anh chị và các bạn nên kiểm tra về khung gầm cũng như là động cơ máy móc của chiếc xe để đánh giá. Còn vấn đề mà bị xước sát hay là có tỉa tót lại một số chỗ thì mình cũng phiến qua thôi. Đấy, xe thì vẫn mở, trang bị như là hệ thống mở cửa thông minh 4 cánh cửa. Bên trong thì nó sẽ có những cái phần như là táp ly bọc da và những chi tiết ốp gỗ với chất liệu đều là chất liệu cao cấp. Tổng thể chi tiết về keo chỉ, đinh tán của chiếc xe hay những cái phần như hệ thống khóa trẻ em, an toàn trẻ em được trang bị đầy đủ này. Bên trong đây thì là với những phần con ốc bản lề và những phần cột kèo của chiếc xe để anh chị bạn có thể tham khảo qua. Bậc lên xuống, hệ thống ghế ngồi. Ở hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có trang bị như là cửa gió điều hòa cũng như là ba tự đầu giảm chấn, cửa sổ chơi. Bộ ghế da này thì được bọc lại rồi, chứ nguyên bản từ đời đến bây giờ thì nó cũng lát lắm rồi. Keo chỉ hay là những cái phần gioăng cao su của chiếc xe nó vẫn còn rất chắc nhá, mặc dù là 2007. Nếu anh chị và các bạn muốn vạch ra thì mình phải cố lắm thì nó mới ra được như này. Đây, chất lượng nó tinh tán, nó còn nguyên bản như này. Đấy, anh chị bạn mua về rất là an tâm. Tổng thể chi tiết về phần khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ cùng đi tham quan qua. Với phần cánh cửa đầu tiên là như phần hệ thống dán kính này, keo chỉ, ốc ác, đinh tán, táp ly và hệ thống nhớ ghế của chiếc xe thì trang bị ghế lái nhớ hai vị trí. Bên trong đây là những phần con ốc bản lề và cột kèo của chiếc xe để anh chị có thể tham khảo. Tem mác thì vẫn còn rất là đầy đủ và rõ ràng cho anh chị và các bạn nhé. Đây là năm 2007, tháng 9 năm 2007, phiên bản nhập Mỹ. Đấy, cột kèo, gioăng này, nó chắc chắn thế này cơ mà anh chị. Hệ thống vô lăng thì với những phần bọc da và những chi tiết ốp gỗ và tạo điểm nhấn ba chủ nâng cấp này. Màn hình giải trí rồi vô lăng tích hợp, hệ thống các phím điều chỉnh chức năng. Cái chỗ này thì mình có thể đóng mở và đây. Đấy, anh chị và các bạn có thể đóng mở. Hệ thống làm mát ghế, sấy ghế được trang bị đầy đủ các bác ạ. Công nghệ an toàn trên mẫu xe thì nó trang bị rất nhiều, hệ thống cảnh báo va chạm phía sau này, rồi là hệ thống rèm điện phía sau, rất là nhiều các tiện nghi option. Chất lượng ghế ngồi của hai hàng ghế thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo. Với một chiếc xe sưu tầm như này thì rất đáng để anh chị và các bạn nào mà yêu thích thì mình hãy chọn lựa tại cửa hàng, với tầm giá bây giờ chỉ khoảng 390 triệu thôi. Với khối động cơ của những cái phiên bản đời mới hiện tại bây giờ thì nó sử dụng động cơ xăng lái điện, còn với những phiên bản đời cũ như này thì nó sẽ sử dụng khí động hút khí tự nhiên. Máy của nó thì nó vẫn sử dụng là máy 3.5 với cỗ máy cực kỳ lực V6. Với máy này thì nó thường dùng chung với cả RX 350 anh chị ạ. Đây là những phần ốc ác của chiếc xe, ở phần máy của chiếc xe anh chị có thể tham khảo. Tổng thể chi tiết cần hỗ trợ xem rõ ở những cái phần nào thì mình có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết cụ thể cho anh chị và các bạn có thể tham khảo về chiếc xe Toyota Avalon sản xuất năm 2007 em đã giới thiệu cho anh chị và các bạn đây. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.